Tối qua, tại khuôn viên bờ Đông Cầu Rồng đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng năm 2023. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nằm trong nội dung hợp tác, hỗ trợ giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng được tổ chức kết hợp giữa hoạt động xúc tiến thương mại với du lịch và đầu tư, nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Nam tại một số tỉnh thành phố lớn, đặc biệt là tại Đà Nẵng, tạo liên kết chuỗi, liên kết vùng bền vững, thúc đẩy sự giao lưu, trao đổi sản phẩm giữa hai địa phương, qua đó góp phần đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Qua kinh nghiệm năm 2022 thì cái sản phẩm của Quảng Nam đã đi qua cái hội chợ này đã lan tỏa không những riêng Đà Nẵng mà mọi vùng miền của đất nước. Có thể sâu sắc hơn đó là những khách du lịch tại thành phố Đà Nẵng đã có ấn tượng rất là sâu sắc với sản phẩm Quảng Nam mà được tổ chức tại hội chợ xúc tiến thương mại tại Đà Nẵng. Tôi hy vọng lần này sẽ có đem lại kết quả rực rỡ hơn. Và qua đây thì chúng tôi cũng những chủ thể sản phẩm có cái cách nhìn nhận sản phẩm của mình làm sao đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng khắt khe của nhà tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội để các hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất của tỉnh Quảng Nam có cơ hội tiếp cận với thị trường du lịch tiềm năng của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, cũng là dịp để người dân thành phố thưởng thức thêm nhiều sản phẩm, sản vật độc đáo của tỉnh Quảng Nam. Thực ra thì thị trường Đà Nẵng là một thị trường rất là tốt để mà giới thiệu cái sản phẩm của mình ra, bởi vì Đà Nẵng là rất là đông khách du lịch, là nơi khách du lịch đến rất là đông. Vì vậy là chúng tôi cũng cảm thấy rằng là đây là cơ hội rất là lớn để mà quảng bá đến người dân của khắp các tỉnh thành cũng như là quốc tế. Đây là một cái cơ hội để mà cho các cái cơ sở, các cái doanh nghiệp người ta đưa những cái sản phẩm tốt, chất lượng cao để giới thiệu cho cái người tiêu dùng ở thành phố Đà Nẵng. Và tôi mong muốn rằng là các cái tỉnh thành nên tổ chức những cái hội nghị như thế này để giao lưu các sản phẩm giữa các tỉnh thành với nhau, tạo cái điều kiện để những cái sản phẩm của Việt Nam mà có chất lượng cao đến với người tiêu dùng. Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng năm 2023 diễn ra từ ngày 11 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 5 năm 2023, với hơn 300 sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của 18 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.